Xin chào các thầy cô giáo, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đặng Trần Hải giáo viên trường tiểu học Bình Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hôm nay đến với ngày hội STEM cùng Gen AI và Robocon, ngành giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ lần thứ ba năm 2024. Chủ đề vì một Tứ Kỳ xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tôi có tham gia phần thi thiết kế sản phẩm giáo dục cùng Gen AI dành cho giáo viên tiểu học. Cụ thể. Tôi phải thiết kế bài dạy STEM theo chủ đề: 5. Bè nổi chống lũ. Để thiết kế được bài dạy STEM theo chủ đề này, tôi đã sử dụng công cụ ChatGPT để thực hiện. Đầu tiên, tôi đặt câu lệnh cho ChatGPT thực hiện: Thiết kế bài dạy STEM theo công văn 3089 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM, nhưng cần phù hợp với học cấp sinh tiểu học, với chủ đề: 1. Bè nổi chống lũ. ChatGPT sẽ ngay lập tức đưa ra giáo án mẫu để các thầy cô tham khảo. Nếu thấy kế hoạch chưa ưng ý, thầy cô có thể đặt câu lệnh thêm, tùy theo yêu cầu. Hoặc để nhanh hơn, thầy cô có thể tạo trước một prompt chuẩn bao gồm nhiều câu lệnh, nhiều yêu cầu nội dung mà thầy cô cần ChatGPT thực hiện, kể cả việc thầy cô yêu cầu ChatGPT xuất kế hoạch dạng file word hoặc powerpoint thật nhanh chóng và tiện lợi đúng không? Để tạo video này giới thiệu với các thầy cô. Tôi đã sử dụng thêm hai công cụ khác đó là Canva để tạo video và VBI AI Voice để chuyển văn bản thành giọng nói. Thầy cô cũng có thể sử dụng một số công cụ khác mà các đợt tập huấn đã được giới thiệu. Các thầy cô có thể lập nhiều tài khoản để có thể sử dụng miễn phí một số công cụ. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, yêu nghề, hăng say với công việc. Chúc các thầy cô luôn sử dụng thành thạo các công cụ Gen AI để giúp công việc giảng dạy của mình được nhàn hơn xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe và xin chào tạm biệt